Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em có một chiếc xe Toyota Ray rất là hot, phiên bản màu cũng mới ra mắt luôn ở cuối 2022 và đầu 2023 mới có, và thời điểm hiện tại là tháng 3 2023. Thì em sẽ làm video để giới thiệu anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Ray màu trắng ngọc trai nóc đen. Xe có giá bán cho phiên bản màu này là 563 triệu, còn phiên bản giá niêm yết của nó chỉ có 552 triệu thôi, có nghĩa là cao hơn 11 triệu so với giá niêm yết. Thì anh chị sẽ có những cái gì nội ngoại thất? Ngoại thất thì nó sẽ được sơn hai màu tương phản, thứ nhất là phần bên dưới là màu trắng, nhưng mà đặc biệt nữa là màu trắng ngọc trai. Thì như anh chị thấy nó sẽ là nó sẽ có cái ánh ngọc trai lên, cũng như là màu trắng sứ, nó sẽ không phải bị ngả vàng như màu trắng thường này. Chỉ đây là màu trắng thường, còn đây là màu trắng ngọc trai. Anh chị thấy sẽ thấy được, sẽ lên video thì mỗi một máy quay, mỗi màn hình nó sẽ khác nhau, nhưng mà em sẽ có một cái đối chứng ở đây. Cái chiếc xe Avanza này là màu trắng thường này, còn chiếc xe Ray này của em là màu trắng ngọc trai. Anh chị thấy cái màu trắng sẽ khác biệt với nhau như thế nào, kết hợp với nó là cái sơn màu tương phản nóc đen. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu là phần đầu xe. Thì xe 2023 này ngoại thất nó vẫn như vậy, tuy nhiên là có thêm cái tùy chọn về mặt màu sắc là màu trắng ngọc trai nóc đen. Cụm đèn thì là cụm đèn full LED với xi nhan dạng dòng chảy, cảm biến hai cảm biến trước này, rồi đèn sương mù, rồi ánh sáng đèn ban ngày. Phía thân xe thì có la răng dạng phay xước cộng với lốp mà đun lốp, nhưng lại chỉ thấy đây là máy 1.0 turbo, cái công suất cho ra nó tương đương với một chiếc xe 1.4. xi nhan cụm gương cũng được sơn cùng màu với nóc là màu đen, có xi nhan trên gương. Tay nắm cửa mạ chrome với cái mở thông minh là anh chị chỉ cần đeo chìa trên người thôi, và xe cũng có thể ấn vào là mở được rồi. Chiều dài tổng thể nó sẽ rơi vào khoảng 4 mét. Còn phần đuôi xe thì được trang bị là cụm đèn full LED, cụm đèn full LED. Em sẽ giới thiệu anh chị về một chút phần cốp xe. Nóc xe thì được trang bị là đèn phanh trên cao, cũng như là đèn sưng cái anten dạng vây cá. Thì chiếc xe này ra biển nó sẽ nhỉnh 600, mà với cái giá này thì nó rất là hợp lý cho Toyota Ray hiện tại rồi, và xe thì em cũng khá sẵn màu. Cốp thì vẫn là cốp chỉnh cơ, tuy nhiên là cốp của nó cũng một vài tính năng rất là hay như sau. Cái cốp này, đây là cái tấm chắn này, tấm chắn để anh chị để những cái đồ nhỏ, hoặc là để những cái trang thiết bị, hoặc để ngăn mùi. Em đang dùng một tay thì không tiện cất nó đi lắm. Còn một cái nữa là cái tấm cốp này anh chị có thể thay đổi thành đẩy xuống một nấc để chứa được nhiều hơn, hoặc là để như cái em vừa để, thì khi anh chị gập cái hàng ghế thứ hai này xuống, nó sẽ thành một cái sàn phẳng, khi anh chị đi chơi có thể thành một chỗ ngả lưng rất là thoải mái. Và một cái đặc biệt nữa của xe này, như cái chức năng em vừa báo với anh chị, khi anh chị gập ghế xuống nhá, gập ở đây, gập phẳng xuống và nâng cái cốp này lên cái mức thứ hai, mức cao, thì nó sẽ thành một cái sàn phẳng, và khi anh chị nằm xuống, cái tựa đầu của mình nó sẽ đúng ở đây, nó sẽ rất là mềm, nằm ngủ ở đây rất là thoải mái. Còn phần nội thất của xe, đây là cái tiêu thụ nhiên liệu 6,61 kg. Còn nội thất của xe hàng ghế thứ hai tuy là dài chỉ có 4 mét thôi, nhưng cái nội thất hàng ghế thứ hai của nó rất là ngồi rất là thoáng. Anh chị thấy cái khoảng cách của nó rất là lớn này, từ hàng ghế trước đến hàng ghế sau. Cái hàng ghế thứ hai có hai chế độ ngả lưng. Còn đây là phía khoang người lái, nó trang bị rất là nhiều option, được trang bị cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau này, được cảnh báo cái điểm mù, cũng như là đây là cái vô lăng đủ rất là nhiều nút. Đây là nút tắt bật cảm biến và cái chống chân trượt của xe. Còn đây là cái màn hình trung tâm trong xe này, màn hình đã thông tin đang cảnh báo là cốp em chưa đóng, còn em mở em chưa đóng. Còn nó rất nhiều cái thông tin khác, đèn báo, tốc độ, tất cả đều là điện tử hết. Ngoài ra thì vô lăng có rất nhiều chức năng, điều khiển cái màn hình đa thông tin bên trong này, tăng giảm âm lượng, cũng như là qua bài, các cái chế độ lái này, chế độ power này. Còn đây là cái màn hình giải trí,
rất là lớn. Điều mà cái đèn ủng thông minh này, smart key, rồi cái cụm điều chỉnh điều hòa này, điều hòa tự động một vùng, có cổng hai cổng sạc USB ở đây. Ngoài ra là xe được trang bị rất là nhiều cái hốc để đồ cũng như cốc để nước hai bên này, bên này này, rồi bên phụ này cũng có. Ngoài ra thì có chỗ để đồ ở phía dưới đùi chỗ này, chỗ tay em chỉ này, hai bên chỗ để điện thoại, và có thêm một cái khay để đồ ở dưới phía bên dưới chân của người người ngồi bên bên cạnh nữa. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu anh chị về chi tiết ngoại nội ngoại thất chiếc xe Toyota Ray phiên bản màu trắng ngọc trai nóc đen. Và anh chị nào quan tâm đến các vấn đề khác về xe, giá bán, màu sắc cũng như các vấn đề trả góp thì liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.